Xin chào bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian X ATX 720, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe, thương hiệu Gian. Xe được sử dụng khung nhôm, bộ chuyển động full Shimano Twinlay, trang bị bộ lớp sơn đen bóng, với logo Gian kiểu mới rất là đẹp. Dây thì toàn bộ được chạy hết âm sườn. Dòng model ATX 720 về nước sơn của chiếc xe thì còn là tương đối là mới và đẹp, do là đã qua quá trình sử dụng và vận chuyển về xuất hiện những cái vết xước ở trên khung, không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì còn cực kỳ là mới và đẹp, bộ chuyển động các thứ là chạy vẫn còn rất là ngon, vân lốp còn rất là mới. Bánh là 26 inch, nguyên bản nguyên zin hết, rèn rất là đẹp. Size xe là size S, lát nữa em sẽ đo size của chiếc xe sau. Nhựa Gian cực kỳ là quen thuộc và rất là nổi tiếng ở thị trường Việt Nam. Sử dụng hết full bộ Twinlay đầy mới với 7 tầng líp. Líp này là líp vặn, dạng líp vặn 7 tầng líp và 3 tầng đĩa. Xe có 21 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông thì chiếc xe được sử dụng bộ phanh là phanh dầu của Techtro, tay bấm xả Shimano, tay bấm xả 7. Phanh dầu. Giảm sóc dầu theo xe, nguyên zin. Giảm sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì size có size xe cho các bác đi được khoảng 1m60 đến 1m70 đi được phù hợp. Chuyển động 7 tầng líp nên sẽ nó rất là ngon lành mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 6.900.000, bao ship toàn quốc tới cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.